trong nơi nhà trà bóng con nhớ về những ngày tháng qua, khi đức tin con nhạt nhòa vì con đã mê dương trần và sống trong những thú vui đời, bỏ mặc bao lời cha khuyên răn. Biết bao nhiêu lần con luôn mong trở về, lại càng cách xa nhà cha, giọt nước mắt với bao tuyệt vọng, đời cuốn xô con không ngừng, tìm đâu xa lối đi, bước con mịt mù trong tối. Cần Chúa bây giờ đây ngay bên cạnh con, cần bước đi của cha dẫn lối con về, cần một ánh sáng ở cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ. Trần thế cho con điều chi khi ngước nhìn lại ngoài đớn đau và bao toan tính thực tại, về bên chân Chúa yêu thương chẳng phải cuộc đời mới nay sẽ sáng tươi hoài, được cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn. Đứng trong nơi nhà cha bỗng con nhớ về những ngày tháng qua, khi đức tin con nhạt nhòa vì con đã ham mê dương trần và sống trong những thú vui đời, bỏ mặc bao lời cha khuyên răn. Biết bao nhiêu lần con luôn mong trở về, lại càng cách xa nhà cha, giọt nước mắt với bao tuyệt vọng, đời cuốn xô con không ngừng, tìm đâu xa lối đi, bước con mịt mù trong tối. Cần Chúa bây giờ đây ngay bên cạnh con, cần bước đi của cha dẫn lối con về, cần một ánh sáng ở cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ. Trần thế cho con điều chi khi ngước nhìn lại ngoài đớn đau và bao toan tính thực tại, về bên chân Chúa yêu thương chẳng phải cuộc đời mới nay sẽ sáng tươi hoài, được cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn. Chúa bây giờ đây ngay bên cạnh con, cần bước đi của cha dẫn lối con về, cần một ánh sáng nơi cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ. Được cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn. Được cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn.